Thưa quý vị, hơn 200 học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và các địa phương lân cận đã tham gia hội thi Tài năng trẻ Robot và AI năm 2023. Hội thi nằm trong chuỗi các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên do Ban chỉ đạo hè thành phố Vũng Tàu tổ chức. Tham gia hội thi Tài năng trẻ Robot và AI thành phố Vũng Tàu năm 2023, các thí sinh được chia làm hai nhóm tuổi. Ở nhóm tuổi tiểu học từ 6 đến 11 tuổi, các em thi đấu ở 3 nội dung: điều khiển cung đường xanh, thành phố du lịch xanh và lập trình Crash, bãi biển công nghệ xanh. Với nhóm thí sinh khối trung học cơ sở tuổi từ 12 đến 15, các em thi đấu ở 3 nội dung: điều khiển robot xử lý rác thải, lập trình robot bảo vệ môi trường và lập trình Python, thành phố công nghệ xanh. Hội thi Tài năng trẻ Robot và AI là sân chơi bổ ích cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong dịp hè, giúp các em có cơ hội giao lưu, tăng cường kỹ năng thực hành, ứng dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, vật lý và toán học vào thực tế đời sống,